Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả Sau đây là điểm tin ngày 26 tháng 2 năm 2024 Người Hà Mông đòi tự do tôn giáo chứ không thành lập nhà nước riêng như nhà nước vu cáo Gần 200 học viên cai nghiện trốn khỏi trung tâm ở Sóc Trăng Tòa An Giang kết án tù 5 người vì chống người thi hành công vụ Công an tỉnh Điện Biên nói rằng các nhóm tôn giáo của người Hà Mông muốn ly khai và thành lập vương quốc riêng ở khu vực miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, một số người hoạt động nhân quyền phản bác luận điệu này. Trong bài viết Không để tái diễn âm mưu thành lập nhà nước riêng ở Điện Biên, ngày 26 tháng 2, báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV viết rằng Công an tỉnh Điện Biên đã làm tan rã ba tổ chức phản động tuyên truyền thành lập nhà nước riêng của người Hà Mông bắt giữ 107 người đứng đầu, tuyên truyền vận động cảm hóa 683 đối tượng, vân vân. Dẫn thông tin từ công an, VOV viết rằng trong những năm qua lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch, tổ chức người Hà Mông lưu vong đã kích động tư tưởng ly khai tự trị dựa vào tuyên truyền dối trá với những lời hứa hão huyền về vua Mông. Báo còn viết, các đối tượng dàn dựng kịch bản đoán vua một cách rất huyễn hoặc, chúng tuyên truyền người Mông cứ đến quả núi ở bản Hủy Khon nếu thấy đám mây từ trên trời xà vào người ai thì người đó được chọn làm vua. Người mông đi theo vua thì không cần làm mà vẫn có rượu thịt ăn. Tuy nhiên một người Hà mông ở xã Nà Khoa, huyện Đậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết thông tin trên của chính quyền đưa ra là hoàn toàn bịa đặt. Ông Giàng a Chín mới phải chạy sang Thái Lan khoảng 2 tháng nay để tìm kiếm quy chế tị nạn Sở dĩ ông và một số thành viên trong gia đình phải bỏ nước ra đi vì có nguy cơ bị công an bắt giữ sau khi thu thập thông tin và viết báo cáo về đàn áp tự do tôn giáo ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Ông nói với đề Á Châu tự do trong ngày 26 tháng 2. Cái, cái vấn đề chính của người Mông ở bên đấy là thứ nhất là quyền tự do về tôn giáo, hai nữa là đất đai của họ là bị nhà nước thu hồi ấy. Dân tộc Mông người ta đứng ra người ta đấu tranh về cái 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 quyền lợi. Người Mông bắt đầu đoàn kết để tụ tập để đòi hỏi ấy là trả lại đất đây. Nhưng về sau thì nhà nước để áp cho cái tuổi cho người mong là thành lập Vương quốc Mông. Sau đó người ta cộng sản Việt Nam bắt đầu đàn áp người Mông. Tuy VOV không đưa tên ba tổ chức bị coi là phản động, nhưng trong nhiều năm qua truyền thông nhà nước thường đưa tin về các hoạt động của các cơ quan chức năng ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong việc triệt phá các nhóm tôn giáo như Hội Thánh Dê chùa và Hội Thánh Chúa Thương Chúng Ta, chính quyền thường gọi là tà đạo bà cô dợ. Ông Chín thường thu thập thông tin về các vụ đàn áp tự do tôn giáo, rồi gửi cho Tổ chức Liên minh Nhân quyền Người Hà Mông. Hà Mông Human Rights Coalition gồm một số cá nhân người Hà Mông đang xin tị nạn ở Thái Lan lập ra. Ông cho biết bà cô dợ là nhóm tôn giáo bị đàn áp khốc liệt nhất ở khu vực. Ông Giàng A9 sinh năm 1994 cho biết mặc dù gia đình ông theo hội thánh tin lành miền Bắc, một tổ chức tôn giáo được chính phủ Việt Nam cho phép hoạt động, nhưng vẫn bị truy bức trong những năm đầu của thập niên 1990 Bản thân ông để được đi học trường cấp 3 cũng như trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc ở tỉnh Hòa Bình, ông chín cũng phải làm theo yêu cầu của công an, phải khai không tôn giáo khi làm giấy chứng minh nhân dân. Ông chín cho biết, chính quyền địa phương chỉ trợ giúp các gia đình ký vào cam kết bỏ đạo, gia đình ông không nhận được trợ giúp vì không ký giấy bỏ đạo. Việc trợ giúp kinh tế không hoàn toàn đúng như ông Minh nói, có những gia đình khác mẹ họ họ cam kết là họ trong đấy họ không theo bất cứ một tôn giáo nào thì nhà nước người ta cũng cung cấp một ít tiền để người dân người ta e, mua trâu mua bò mua ngựa họ cho vay ạ à, không phải là họ cho không đến lúc mà mình làm được mình có tiền là mình phải trả lại cái tiền đấy cho nhà nước ạ à. gần 200 học viên cai nghiện ma túy tại cơ sở sóc trăng vào ngày 24 tháng 2 đã phá khóa phá cổng chính để trốn khỏi nơi này truyền thông nhà nước loan tin ngày 25 tháng 2 dẫn xác minh của giám đốc sở lao động, thương binh và xã hội tỉnh sóc trăng ông võ thanh quang về vụ trốn trại tập thể mới nhất như vừa nêu theo lời ông võ thanh quang cơ sở cai nghiện báo cáo rằng vào trưa ngày 24 tháng 2 một số học viên lợi dụng mâu thuẫn giữa những học viên khác đã kích động việc gây náo loạn đập phá và đến 18 giờ chiều ùa ra cổng khống chế bảo vệ và phá khóa cổng tràn ra ngoài nguyên nhân cụ thể được cho biết là một số học viên nghi ngờ học viên khác báo cho cán bộ quản lý về việc dùng ma túy trong phòng. Công an được điều động đến nhưng bị những học viên chống trả khiến cho ba công an bị thương. Tin nói đến sáng ngày 26 tháng 2, 94 học viên trốn được ra ngoài bị đưa lại cơ sở. Công an và gia đình của chừng 100 người đang tìm kiếm số còn lại. Đây là vụ học viên tại cơ sở tỉnh Sóc Trăng bỏ trốn mới nhất. Vài năm trước đây, hàng trăm học viên tại cơ sở này cũng đã phá trại trốn ra ngoài. Tại cơ sở này có hơn 460 học viên đang được cai nghiện. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam thừa nhận cơ sở vật chất của hơn phân nửa những trung tâm cai nghiện tại Việt Nam thiếu thốn trang thiết bị và không đáp ứng được yêu cầu. Thống kê cho thấy, tại Việt Nam, hiện có hơn 30.000 người nghiện ma túy đang tham gia cai nghiện bắt buộc tại những trung tâm của nhà nước. Năm người dân tại An Giang bị tòa án huyện Châu Phú tuyên án tù theo cáo buộc chống người thi hành công vụ. Việc phản ứng chống lại lực lượng chức năng khiến nhiều công an bị thương. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 25 tháng 2 dẫn các mức án do Tòa Sơ Thẩm huyện Châu Phú, tỉnh An Giang tuyên ngày 24 tháng 2 đối với 5 người, gồm bà Đỗ Thị Phượng, 53 tuổi, bà Đỗ Thị Đào, 66 tuổi, ông Đỗ Thanh Nhàn, 42 tuổi, bà Lê Thị Phân, 25 tuổi và bà Đỗ Thị Phiên, 63 tuổi. Bà Đỗ Thị Phượng bị tuyên 3 năm 6 tháng tù, bà Lê Thị Phân 2 năm 6 tháng tù và ba người còn lại mỗi người 2 năm tù. Cáo trạng nêu rằng, vào năm 2019, gia đình bà Đỗ Thị Phượng đòi bồi thường khi chủ đầu tư tiến hành thi công cầu kênh 12, đường Bắc Cây Dương, tại ấp Bình Quế, xã Bình Phú, huyện Châu Phú. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2023, khi công trình được tiến hành trước nhà bà Đỗ Thị Phượng, bà này cùng hai người là Đỗ Thanh Nhàn và Lê Thị Phân con gái bà Phượng, cùng những người khác ngăn cản bằng cách dùng nước sôi pha mắm tôm, dọa tạt vào công nhân thi công. Công an xã đến để can thiệp. Bà Đỗ Thị Phượng được nói đã dùng dẻ tẩm dầu đốt ném vào công nhân. Còn bà Lê Thị Phân tạt nước sôi có pha mắm tôm tạt vào phó trưởng công an xã Bình Phú. Sau đó, một số người khác đến và cùng nhau sử dụng nước sôi pha mắm tôm, giả tẩm xăng và một số vật dụng khác ném vào lực lượng chức năng khiến một số công an bị thương. Ba đỗ thị phường cũng bị bỏng do lửa gây nên. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai. Chúc quý vị một buổi tối bình an.